Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ của bạn của Người Việt TV. Và dĩ nhiên là cái nhân vật bác sĩ không thể thiếu của chương trình, đó là gương mặt rất là quen thuộc, bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng. Xin chào bác sĩ. Tôi là bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, xin mến chào Hoàng Vy và quý khán thính giả. Dạ, thưa bác sĩ, có lẽ là chúng ta tiếp tục với cái đề tài mà hôm vừa rồi vẫn chưa có trả lời được hết tất cả những cái thắc mắc đó. Bởi vì đây là một cái vấn đề khá là thời sự, là mùa cúm đến rồi và rất là nhiều người vừa lo lắng nhưng mà cũng có một số người ta vẫn hoang mang hoặc là chủ quan là không biết có nên là chích ngừa cúm hay không. Thì hôm trước bác sĩ đã nói là nên chích ngừa, nếu không thì trong cái mùa dịch này là cái nỗi lo nó sẽ chồng nỗi lo. Nhưng mà câu hỏi muốn được đặt ra với bác sĩ là vậy thì cái thời điểm nào là lúc chích ngừa cúm tốt nhất ạ? Thời điểm tốt nhất là tháng 9 với tháng 10. Tức là mình đang trong cái thời điểm tốt nhất. Dạ. Vì sao vậy bác sĩ? Thì nếu mình chích sợ. Nếu mình chích sớm quá thì nó không có, nhiều khi cái miễn dịch, miễn nhiễm của cơ thể mình nó không kéo dài, rủi tới xuôi tới tháng 2, tháng 3 nó mới có cúm, thì có thể lúc đó cái miễn nhiễm nó yếu xuống một chút. Thì theo CDC, người ta dựa theo những cái thuốc ngừa cúm ta làm, cái độ dài của cái miễn nhiễm mà giữ được đó, thì ta thấy là tháng 9, tháng 10 tốt nhất. Tại vì thứ nhất là cái miễn nhiễm của mình khi mình chích vô, nó phải có thời gian nó mới tạo ra kháng thể. Lúc đầu nó tạo ra ít rồi từ từ nó sanh lên gấp đôi lên. Thì nếu mà mình chích sớm thì nó có đủ thời gian để nó sanh ra nhiều kháng thể cho mình. Thì rủi xuôi mà cái mùa cúm nó tới sớm thì mình cũng có đủ kháng thể rồi. Và nếu mùa cúm nó tới trễ thì là theo cái tác dụng của mấy cái thuốc ngừa đó thì nó cũng có thể kéo dài tới sau tháng giêng, tháng 2, tháng 3. Dạ, thưa bác sĩ thì nghe nói năm nay là có nhiều cái loại thuốc chích ngừa cúm khác nhau. Vậy thì mình nên chọn những loại nào? Thuốc ngừa cúm thì nó có nhiều loại khác nhau, là một là dựa theo cái nó chế từ đâu. Hồi xưa thì ta chế cái thuốc đó là từ cái trứng, người ta cấy vào trong trứng. Rồi sau này ta có thể cấy vô mấy cái tế bào hoặc là ta có thể tổng hợp ra những cái thuốc đó, tức là dựa theo cái nguồn gốc là như vậy. Rồi thì dĩ nhiên là nếu người nào mà bị dị ứng với trứng thì là mình hỏi bác sĩ để được chích cái loại mà bị làm từ trứng, mà đa số năm nay là làm từ tế bào với lại tổng hợp đó nhiều. Rồi cái thứ nhì nữa là thuốc thì nó có thể là có cái loại mà có ba thành phần của ba con virus trong đó. Mà ba con virus trong mấy cái thuốc đó thì nó đều là mấy con hồi xưa mà nó có được update, nó được cập nhật hết rồi. Còn có cái loại nó có bốn con virus trong đó. Dĩ nhiên nếu có bốn con thì nó nhiều hơn được một chút. Nhưng mà thực sự là cái con đó là cũng năm ngoái, năm nay ta, của mấy năm trước mà người ta cũng cho làm lại thôi. Rồi thuốc thì là người ta cũng có cái loại, ta nói là liều cao cho mấy người trên 65 tuổi. Rồi nếu mà dưới 65 tuổi thì có thể có cái liều nó không cao lắm. Nhưng mà cuối cùng hết thì là CDC trong cái thông báo của người ta thì ta nói là thực sự là hễ có thuốc thì lo chích, chứ không cần phải đợi tới cái liều cao, liều thấp gì hết. Tại vì cái gọi là liều cao thì nó tác dụng hơn một chút xíu, nhưng mà bao giờ cũng vậy, có còn hơn không. Chứ lại có sớm thì nó sẽ tốt hơn. Phòng ngừa, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không bác sĩ? Không thể đợi nước đến chân mới nhảy. Thưa bác sĩ, trong cái với lại, thời điểm... Với lại là thuốc thì năm nay ta có thể, ta nghĩ là có thể làm ra khoảng cỡ 194 tới 198 triệu liều là cao nhất hồi xưa giờ. Nhưng mà dù sao là mình đâu biết là rủi bò con đổ xô đi chích người cúm rồi không biết cái lúc nào có bị trục trặc gì không. Thôi hãy có thuốc mình lo chích liền đi, đừng để trễ rủi nó có bị trục trặc gì, lúc đó mình cũng hơi bị lộn xộn chút xíu. Hơi rối trong cái thời điểm này, khi thời điểm đại dịch như thế này, và nhất là khi mà mình thấy mình có cái dấu hiệu gì đó như là sốt, như là ho, đặc biệt là ho thưa bác sĩ, thì mình rất là lo không biết là ho bình thường hay là ho của cúm. Vậy thì thưa bác sĩ, những nguyên nhân gì mà dẫn đến làm cho mình ho, bác sĩ có thể nói vắn tắt để cho mọi người được hiểu không ạ? Dạ, thì cái nguyên nhân mà nó ho thì có rất là nhiều, nhưng mà mình nói mấy cái mà thường gặp nhất là một là ho do cảm. Thiệt ra cái con coronavirus nó cũng là một cái con cảm, mà giờ nó kêu bằng nó thay đổi, nó dữ quá. Chứ hồi xưa giờ trong cảm cũng có con coronavirus.
rồi cảm, rồi cúm, rồi dị ứng, rồi có thể bị viêm họng. Đó là mấy cái mà thường thường gặp nhất. Rồi ngoài ra có rất là nhiều nguyên nhân khác nữa. Còn nếu mà mình ho mà kéo dài, ho kéo dài tức là sao? Ho kéo dài là nếu mình ho trên 8 tuần thì họ gọi là ho kéo dài. Thì mà ho kéo dài thì hả, có thể là dù kéo dài không kéo dài mà nó sù sụ, thì nó ho nặng để sù sụ, có thể là ho gà nữa, phải không? Ho gà thì thực ra chúng ta hay nói cái gì đó đắc kỷ ho gà, phải không? Kẹt 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 nhõng nhẽo hay là gì đó, có nhiều khi ho nhõng nhẽo nữa không? Thì là cái, nhưng mà thực ra ho gà ở quận Cam mình là cũng cũng có cái dịch ho gà đó, nhưng mà bây giờ thì COVID đã qua mặt ho đắc kỷ ho gà rồi, giờ COVID hơn cô đắc kỷ rồi. Vậy thì bây giờ thì mình là... đi từng. Dạ xin mời bác sĩ ạ. Dạ. Dạ rồi vậy giờ mình đi theo từng cái phải không? Vậy giờ Hoàng Vy muốn hỏi ho gì chứ? Bây giờ mình hỏi ho do cảm trước đi, thì thường có những cái triệu chứng như thế nào ạ? Thì là ho do cảm. Cảm là một trong những cái nguyên nhân thường gặp nhất. Thì là thường thường nó sẽ hơi, dĩ nhiên là có ho, rồi nó có hơi sốt nhẹ. Thường thường cảm thì nó sốt nhẹ nhẹ, sẽ hơi đau họng chút xíu, rồi nó hơi rinh mình chút xíu. Đó là triệu chứng của ho do cảm. Và thực sự là cái con coronavirus nó cũng là một cái con trong số có tới mấy trăm loại coronavirus, thì nó cũng gây ra cảm. Thì đó, cái ho mà do cảm với ho coronavirus đó, thì nó cũng không có khác nhau nhiều lắm. Tại vì cái con coronavirus nó cũng là một cái con mà thường gây ra cảm. Thì nó vậy... khác với lại cái ho do cúm. Ừ. Ho do cúm thì nó dĩ nhiên mình nói nó khác, nhưng mà đôi khi là không phải lúc nào nó cũng rõ ràng phân minh hết. Nhưng mà nếu mà đặc điểm mà đặc hiệu do cúm á, thì là ho do cúm thì nó sẽ là có sốt cao. Tức là ho do cảm thì nó hơi ấm ấm mình chút xíu thôi, hơi sốt sốt nhẹ chút. Còn ho do cúm mà nếu mà nó đúng là do cúm, triệu chứng điển hình của nó thì là nó sẽ là sốt cao phần lên, phải không? 101, 102, 103 độ. Rồi xong nó rê mình, đau hết mình mẩy, giống như là ai đánh mình vậy đó. Và nó thường thường nó cấp tính hơn là ho do cảm. Và cái ho do cúm thì nó nhanh hơn, mà nó thường thường nó cũng hết lẹ hơn. Còn ho do cảm thì có thể là nó hết từ từ chậm chậm hơn. Đó là do cảm và do cúm. Dạ thế rồi. Thì ho do dị ứng thì sao ạ? Ho dị ứng thì mình khi mình nói tới chữ dị ứng thì có cái gì đặc biệt? Là có chữ ngứa ở trọng, ngứa mũi, ngứa họng, không có chữ ngứa ở trọng thường thường là dị ứng, là ngứa mũi, ngứa họng. Ví dụ như mình dị ứng thì nó có thể là dị ứng ho, nó gọi là viêm mũi dị ứng, hay là ho do dị ứng, hoặc là có thể là dị ứng cái phổi mình đó, thì nó gọi là suyễn. Dị ứng da thì nó gọi là eczema, tiếng Việt gọi là chàm. Thì nói chung, nhưng mà dù trong mấy cái đó mình thấy đó thì cái nào cũng có hơi ngứa giọng hết. Tức là nếu mà ho do dị ứng là đặc điểm là một là khi mình tiếp xúc với cái chất dị ứng thì là mình sẽ bị ho. Và cái đặc điểm nữa là thường thường nếu mình ở một cái khu đó thôi, thì tới cái mùa nào đó mình dị ứng với chất nào đó thì đúng tới cái mùa đó mình hay bị. Thí dụ như mùa hè có hoa này hoa kia, mình ở ngay khu đó thì tới cái mùa đó thì mình thấy mỗi sụ sụ, thì tới đúng cái mùa đó thấy ho đó. Thì mà năm nào cũng tới khúc đó là mình biết sắp sửa là ho, là thứ ngứa mũi ngứa họng, thì cái đó là ho do dị ứng. Dạ. Có người bị dị ứng mà cả hai mắt cũng sưng lên luôn. Nãy bác sĩ không có nhắc tới ngứa mắt. Có nhiều người Hoàng Vy thấy là cái mắt sưng vù lên và dụi liên tục. Cũng là dị ứng phải không bác sĩ? Dạ, dị ứng là viêm kết mạc do dị ứng. Dạ. Đó mình mới nói là dị ứng có nhiều thứ. Là dị ứng mắt, dị ứng mũi, dị ứng họng, dị ứng phổi, dị ứng da. Dạ, hồi nãy giờ mình đi qua là ho do cảm nè, ho do dị ứng, ho do viêm họng, ho do cúm. Và cái ho cuối cùng mà có lẽ là mọi người đang trông chờ nhất, muốn biết nhất là ho do COVID thì sao bác sĩ? Bởi dạ, vì cái ho mùa cuối này cùng cái mà gì mọi mà người đụng tới COVID cũng sợ hết. Thì ho do COVID, giống như tôi nói nãy, nó cũng hơi giống ho do cảm. Thì ho do COVID, thì nếu mà bị COVID thì cái triệu chứng mà ta nói hay gặp nhất của nó là một là bị sốt, hai là bị ho, ba là khó thở. Thì nếu mình có sốt, mà sốt của COVID thường thường là nó 100.4 trở lên là có thể là do cái đó rồi. Thành ra thực sự là sốt với ho đó thì nó cũng không khác khác do cảm lắm, tại vì con nó cũng gây ra cảm mà.
Chỉ có là nếu mà có những cái triệu chứng mà đặc hiệu hơn, mà ít gặp hơn á, tức là có những cái triệu chứng nó ít gặp hơn mà nó đặc hiệu hơn cho COVID, là mình bị mất cái mùi, tức là mình tự nhiên mình ăn mắm ruốc mà mình không thấy mùi mắm ruốc đâu hết. Thế là có người tới khám bệnh tôi nói là đi tắm mà sao không có hửi thấy mùi xà bông ở đâu hết, thí dụ như vậy. Không thôi mình ăn mà mình thấy mất cái vị của mình đó, thì đó là hiếm gặp, ít gặp hơn trong triệu chứng của COVID. Có nhiều triệu chứng khác nữa nhưng mà cái đó cũng là cái đặc hiệu. Rồi do COVID thì cũng có thể làm bị tiêu chảy, thực sự cảm nó cũng làm bị tiêu chảy. Nhưng mà nếu mà ho do COVID mà rồi tôi dòm dòm mấy cái triệu chứng thường gặp của nó là ho với sốt thì mấy bệnh khác cũng có thể có. Rồi khó thở thì bệnh khác cũng có nữa, mà nói chung là khó thở do COVID thì lại khó thở do bất cứ gì thì mình cũng phải nên vô nhà thương. Dĩ nhiên nếu mà mình bị suyễn hồi xưa tới giờ mình hơi bị khò khè một chút xíu thôi thì lúc đó mình dùng thử thuốc suyễn coi làm sao, còn thấy khó thở hơi nhiều nhiều thì không cần biết là COVID hay là cô gì đi nữa thì cũng chạy vô nhà thương để ta coi cho mình. Và dĩ nhiên là nếu muốn bắt chắc chắn nhất là mình phải làm xét nghiệm. Xét nghiệm thì là cảm thì mình xét nghiệm không ra được, tại vì không có xét nghiệm nào để chẩn đoán cảm hết. Chỉ có là xét nghiệm để chẩn đoán được cúm với lại COVID thì là bây giờ có sẵn hai cái xét nghiệm đó là rõ ràng nhất. Thì sợ nhất là mình sợ thiệt ra là ho do cảm thì ít có người nào chết ho do cảm lắm. COVID thì cũng là cái tỷ lệ chết do COVID thì cũng khoảng cỡ bây giờ khoảng cỡ 1-2% gì đó. Nhưng mà cũng 1-2% cũng là nhiều. Rồi cúm cũng vậy, mỗi năm là cũng có trên dưới 100.000 người chết vì cúm. Thành ra là nếu mà ho nhiều quá mà cần phải trị thì lúc đó người ta sẽ thử COVID. Thử COVID thiệt ra là có bị thì mà nếu nhẹ mình cũng trị giống như trị cảm thôi, tức là cũng nghỉ ngơi, cũng cách ly ra, rồi giữ sức đề kháng cho nó khỏe. Còn nếu mà cúm mà nếu mình chẩn đoán sớm thì có thể mình chữa sớm được. Chữa sớm thì là nếu bị cúm mình phải uống thuốc chữa cúm trong vòng 48 tiếng tới 72 tiếng. Thành ra nếu mà mình bị sốt cao mà mình nghĩ là nếu mình bị cúm, và thường thường mấy người trẻ bị cúm là qua, khỏi cần uống thuốc cũng qua. Nhưng mà nếu mà mình lớn tuổi hay là mình có những cái bệnh về phổi trước đó, thí dụ như là bị suyễn, mình hút thuốc, mình bị khí phế thủng hay là COPD gì đó, đại khái phổi mình yếu là chủ đường này kia đủ thứ, mấy cái bệnh nền của mình nó đang nặng sẵn, bệnh tim sẵn, thì lúc đó là nếu mà có bị triệu chứng giống như cúm mình đi khám sớm, bác sĩ có thể cho mình thuốc cúm sớm. Rồi còn cái ho nữa mà nhiều người hay đi xin thuốc bác sĩ là viêm họng do vi trùng, thì thực sự là chừng nào mình bị viêm họng mà do con vi trùng thì mình mới cần trụ sinh, chứ thực sự cúm uống trụ sinh cũng không ích lợi gì hết, COVID uống trụ sinh cũng ích lợi hết, mấy bệnh khác uống trụ sinh không ích lợi gì hết, chỉ có một mình cái bị nhiễm trùng do vi trùng thì mới uống trụ sinh. Thì lúc đó có thể người ta bác sĩ quẹt vô cổ họng của mình để coi có phải bị do con vi trùng hay không. Còn hoặc là nếu có sốt thì nhiều khi bác sĩ kỹ mà thấy quẹt tới quẹt lui mất công thì bác sĩ cho mình trụ sinh luôn. Nhưng mà thường thường là có sốt cao thì nếu trong mùa cúm mà chưa sẵn để thử thì bác sĩ sẽ cho mình vừa thuốc cúm vừa thuốc trụ sinh luôn. Còn nếu mà có điều kiện thì bác sĩ thử cái mình có bị cúm hay là bị nhiễm trùng cái cổ họng mình hay không. Dạ. Đó là những cái lời khuyên rất là giá trị và chuyên môn của bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng. Xin cảm ơn bác sĩ. Và như vậy thì qua cái chương trình này mình rút ra được hai điều là nên chích ngừa cúm vào tháng 9 và tháng 10. Và điều thứ hai, và Hoàng Vy vẫn còn nhớ từ cái show trước, bác sĩ luôn dặn và rất là, phải nói là lời khuyên rất là hay, là hãy luôn mỉm cười và giữ tinh thần lạc quan thì như vậy mình có thể lướt qua mọi bệnh tật. Phải không thưa bác sĩ? Xin cảm ơn bác sĩ. Dạ. Dạ xin cảm ơn. Và nhắc lại là thí dụ như 31 tháng 9 tháng 10 mình chưa chích kịp thì cứ việc tiếp chích tiếp, chứ không phải nó ồ lỡ thời cơ rồi xong tới tháng 11, tháng 12 không thèm chích. Tức là có còn hơn không, mà tốt nhất là tháng 9, tháng 10, nhưng mà sau đó có còn hơn không. Xin nhắc lại là chương trình này chỉ cung cấp kiến thức tổng quát, nếu có gì cụ thể xin gặp bác sĩ để có chẩn đoán chính xác và điều trị thích hợp. Xin chúc Hoàng Vy và quý khán thính giả luôn mạnh khỏe, kể cả về thể chất, tâm thần và xã hội, nhớ luôn luôn cười để mạnh khỏe. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.